Cô chào tất cả các em học sinh khối lớp 2. Cô là Phượng Linh, giáo viên trường tiểu học Phạm Văn Chiêu. Cô rất vui đồng hành cùng các em với tiết học này. Tiết học của chúng ta hôm nay là tiếng Việt, chủ điểm tuần 15, bạn thân ở trường. Bài 4, bạn mới, tiết 6, nghe, viết, mỗi người một vẻ. Bài tập chính tả phân biệt, g đơn, g kép, vần ây, ây, a, a. Trước khi vào bài học, các em cùng hát bài Tìm bạn thân. Nào, cô mời các em. Chúng ta bắt đầu vào tiết học để học tốt. Tiết học này các bạn cần chuẩn bị cho cô sách tiếng Việt lớp 2 tập 1, vở chính tả, vở nháp, bút chì, nước kẻ, bút mực. Tiết học của chúng ta hôm nay gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, nghe, viết, mỗi người một vẻ, trang 126. Nội dung thứ hai, làm bài tập phân biệt, g đơn, g kép, vần ây, ây, a, a. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trang 126, vào bài, lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo. Nghe viết, mỗi người một vẻ, trích. Có bạn răng khểnh, mơ lúm đồng tiền, tươi hồng đôi má, ngỡ là nàng tiên. Ơi bạn dịu hiền, mơ đâu xa vậy, mọi người đều thấy, bạn nào cũng xinh. Cười nhé, rạng rỡ, tựa ánh bình minh, mỗi người một vẻ, lung la lung linh, Lê Hòa Long. Các bạn vừa nghe cô đọc bài, vậy cô đố các bạn nào. Bạn nhỏ trong bài mơ về điều gì? À, bạn nhỏ trong bài mơ là nàng tiên. Vậy bạn nào cho cô biết vì sao tác giả nói bạn nào cũng xinh? Đúng rồi, tác giả nói bạn nào cũng xinh vì mỗi bạn đều có nét đẹp riêng. Các em hãy đọc thầm bài thơ và thực hiện các yêu cầu sau. 1. Gạch chân dưới tiếng, từ khó dễ viết sai. 2. Em cần lưu ý điều gì khi trình bày bài thơ? Cô gợi ý cho các em những tiếng từ dễ viết sai như răng khểnh, ngỡ, rạng rỡ, mỏi, vẽ. Để quá trình nghe viết đúng chính tả, cô hướng dẫn cho các bạn một số tiếng từ khó viết có trong bài. Từ răng khểnh, các bạn chú ý cho cô, âm R trong tiếng răng, vần ên, dấu hỏi trong tiếng khểnh, răng khểnh. Tiếng ngỡ, mấy bạn chú ý cho cô, vần ơ, dấu ngã, ngỡ. Từ rạng rỡ, các bạn chú ý cho cô, âm R trong tiếng rạng, vần ơ, dấu ngã trong tiếng rỡ, rạng rỡ. Tiếng mỏi, các bạn chú ý cho cô, vần ôi, dấu ngã, mỏi. Tiếng vẽ, các bạn chú ý cho cô, vần e, dấu hỏi, vẽ. Các bạn hãy bấm dừng video và viết vào vở nháp cho cô nhé. Khi khép bài, em cần chú ý tư thế ngồi viết, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở từ 25 đến 30 cm, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ, hai chân để song song thoải mái. Các em lấy vở ra chúng ta cùng viết bài. Khi trình bày bài viết, các em cần lưu ý cho cô, bài viết có 3 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 dòng thơ. Cô đọc mỗi lần một dòng thơ, các em chú ý lắng nghe, tự xuống dòng và nhớ viết hoa chữ đầu câu nhé. Các bạn đã sẵn sàng rồi đúng không nào? Chúng ta bắt đầu viết bài. Khi viết, các bạn chú ý cho cô, lùi vào 4 ô viết. Mỗi người một
vẽ lùi vào 5 ô, trích lùi vào 3 ô để viết các dòng thơ. Nào, cô mời các bạn. Mỗi người một vẽ trích, có bạn răng khểnh, có bạn răng khểnh, có bạn răng khểnh, mơ lúm đồng tiền, mơ lúm đồng tiền, mơ lúm đồng tiền, tươi hồng đôi má, tươi hồng đôi má, tươi hồng đôi má, ngỡ là nàng tiên, ngỡ là nàng tiên, ngỡ là nàng tiên, chấm. Mấy bạn cách cho cô một dòng. Ơi bạn dịu hiền, ơi bạn dịu hiền, ơi bạn dịu hiền, mơ đâu xa vậy, mơ đâu xa vậy, mơ đâu xa vậy, chấm hỏi. Mọi người đều thấy, mọi người đều thấy, mọi người đều thấy, bạn nào cũng xinh, bạn nào cũng xinh, bạn nào cũng xinh, chấm. Các bạn cách cho cô một dòng. Cười nhé rạng rỡ, cười nhé phẩy rạng rỡ, cười nhé phẩy rạng rỡ, tựa ánh bình minh, tựa ánh bình minh, tựa ánh bình minh, mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ, mỗi người một vẻ, lung la lung linh, lung la lung linh, lung la lung linh, chấm than. Các bạn lùi vào 6 ô ghi tên tác giả. Lê Hòa Long, Lê Hòa Long. Em vừa viết xong bài chính tả, bây giờ các em lắng nghe cô đọc lại bài. Mỗi người một vẻ trích, có bạn răng kẽn, mơ lúm đồng tiền, tươi hồng đôi má, ngỡ là nàng tiên, chấm. Bỏ cách một dòng. Ơi bạn dịu hiền, mơ đâu xa vậy, chấm hỏi. Mọi người đều thấy, bạn nào cũng xinh, chấm. Bỏ cách một dòng. Cười nhé phải rạng rỡ, tựa ánh bình minh, mỗi người một vẻ, lung la lung linh, chấm than. Lê Hòa Long. Sau khi giờ bài, các em hãy tự đánh giá bài viết của mình theo tiêu chí: 1. Sai không quá 5 lỗi. 2. Chữ viết rõ ràng, sạch đẹp. 3. Trình bày đúng hình thức. Cô khen tất cả các bạn viết bài sạch, đẹp, trình bày đúng cách phổ thơ trong bài viết. Bạn nào lỡ viết sai, nhớ dùng bút chì gạch dưới từ sai
và viết lại vào vở nhé. Chú ý lần sau các em viết sạch và tốt hơn nhé. Bây giờ chúng ta qua nội dung tiếp theo, luyện tập chính tả. Bài B, giải các câu đố sau, viết rằng lời giải đố chứa tiếng bắt đầu bằng chữ G hoặc chữ G kép. Cô đố các bạn nè. Bốn chân mà chỉ ở nhà, khi nào khách đến kéo ra mời ngồi là cái gì? À đúng rồi, là cái ghế. Cô lại đố các bạn. Lấp la lấp lánh, treo ở trên tường trước khi đến trường, bé soi chải tóc là cái gì? Đúng rồi, là cái gương. Chúng ta vừa hoàn thành bài tập 2B, bây giờ chúng ta qua bài tập 2C. Bài tập 2C yêu cầu chọn vần thích hợp với mỗi bông hoa và thêm dấu thanh nếu cần. Bài tập yêu cầu điền vần A hoặc vần A. Nào, cô mời các em làm bài. Các em làm bài xong chưa? Giờ bài với cô nè. Bông hoa thứ nhất, cô điền vần A để được tiếng bay. Bông hoa thứ hai, cô điền vần A để được tiếng cây. Bông hoa thứ ba, cô điền vần A và dấu huyền để được tiếng đây. Các em nghe cô đọc. Diều no gió bay, chim hót xanh cây, mùa thu quả chín, trời trong nắng đầy, theo đặng vương hưng. Chúng ta thực hiện tiếp bài tập 2C, chọn vần thích hợp với mỗi bông hoa và thêm dấu thanh nếu cần. Vần cần chọn là vần an hoặc vần an. Cô mời các em làm bài. Các em làm bài xong hết rồi đúng không nào? Giờ sửa bài cùng với cô nè. Bông hoa thứ nhất, cô chọn vần an và thêm dấu huyền để được tiếng vàng. Bông hoa thứ hai, cô chọn vần an để được tiếng lan. Bông hoa thứ ba, cô chọn vần an và thêm dấu huyền để được tiếng tràng. Các em nghe cô đọc bài. Chuồn chuồn đi đón cơn mưa, bỗng dưng gặp sợi nắng trưa dịu dàng. Bỗng dưng gặp gió lang thang, gươm hương lúa chín rải tràn đồng xa, theo thảo nguyên. Cô khen các bạn đã chọn vần thích hợp với mỗi bông hoa và thêm dấu thanh đúng. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Cô chào tạm biệt các em.